Sao vậy? Sao vậy? Vài người ôm giấc mơ bình yên. Alo alo, mèo đây. Xin chào mọi người, con chào mọi người đi, con tên là Pepper. Chào lại đi. À, chào lại hả? Phải chào lại từ đầu hả? Nhiều người ôm giấc mơ giàu sang, vài người ôm giấc mơ bình yên. Em cần an trú, em cần yêu thương. Hú em cái hả? Đừng ốm nữa nghe mèo. À, thì khi nào mà ốm mà cảm thấy đẹp, tại vì thật ra mập thì sẽ làm cho mình bị nặng nề, nhiều khi cũng có bệnh nữa, nên ốm mà gọn nhẹ thì sẽ làm cho mình thoải mái hơn. Tuổi trẻ mà thanh xuân có được nhiêu đâu mình không làm đẹp. Phụ nữ mà tài sản chỉ có duy nhất đó là sức khỏe và nhan sắc. Nên bây giờ mình mà không giữ tiền thì có thể không giữ được, nhưng mà nhan sắc của mình thì mình phải cố gắng giữ thôi, tại vì nó là tài sản của mình mà. Tuần sau gặp chị Mèo. 26 tháng 10 hẹn gặp mọi người. Chào. Cuối tuần mọi người không chơi à? Cuối tuần này có gì hot ta? Có kịch gì hay không? Cứ ốm cứ đẹp. Cảm ơn chị Hương Trương nha, phải ốm nha chị nha. Phụ nữ mà mình nên, em có một bà sếp, Mèo có một bà sếp mà lúc đó Mèo mập á, mà chị cứ ngày nào chị cũng nói á, mày phải ốm, mày không ốm là mày mất việc. Đến cái mức mà bây giờ mày phải hứa với chị là mày phải ốm, ngày nào chị cũng nhắn tin cho Mèo để nhắc là phải ốm. Lúc đó Mèo hả, Mèo cảm thấy chị nói nhiều lắm. Chị nói cho đến khi mà Mèo cảm thấy là ốm nghèo sợ. Tại vì á, tùy tính chất công việc, tùy ngành nghề, nên nó có những ngành nghề á, bản thân mình không muốn được cho mình xấu. Mèo lúc trước hời hợt lắm, Mèo nghĩ là sao cũng được hết, cho đến khi mà phát hiện ra cái ngoại hình của mình nó ảnh hưởng đến nhiều người, tại vì nhiều người yêu quý mình, đó là cách mình tôn trọng người khác. Ngay cả khi ví dụ như bạn đi làm ở công ty cũng vậy, mà mình với một cái thân hình gọn gàng thì mình sẽ tự tin hơn. Giống như có thời gian mày chỉ mặc đồ rộng nên mày không dám mặc đồ ôm, là tại vì mày mày mập. Và khi mà mặc đồ rộng, càng mặc đồ rộng á, thì mình lại càng thấy là mình không có mập, tại vì cái đồ rộng nó làm cho mình thoải mái, cơ thể mình không thấy chật ở đâu hết, nên mình sẽ không control được cái sức khỏe, cũng như cái cân nặng của mình và cái thể tích của mình. Ha con ha, con ha, con muốn đi đâu, con muốn lên đây không? Ẩm con một thôi. À, mình bỏ qua những điều đó. Mèo rất là tiếc nhưng mà để cho mình mập một thời gian quá dài như vậy. Và Mèo từng bế tắc đến cái mức mà Mèo Mèo chấp nhận mua quần áo size lớn luôn. Rồi Mèo phát hiện ra khi mình mập á, cái chân của mình nó cũng to hơn nữa. Có nghĩa là Mèo mang giày dép số 37, nhưng mà suốt một thời gian đó Mèo mang giày dép số 38 không, mà Mèo vẫn nghĩ là tại vì mình lớn hơn, nhưng mà không hề biết là nó là rộng. Cả cái lắc chân của Mèo nó rộng ra. Rồi đến khi mình ốm là mình mới phát hiện ra là cái chân của mình nó to rất là nhiều. Mập quá sắp bị chồng đuổi đi hả chị Hương Trương? Chị ơi, chị ơi. À, Mèo chỉ cho cách giảm cân thì Mèo lúc đó thì có bạn, khi mà Mèo Mèo vẫn hay được mọi người tặng mỹ phẩm nè, thuốc bổ, cả trà giảm cân. Lúc Mèo than mập quá trời thì cũng có người tặng. Thì cho đến khi bạn Yến Nhi á, Yến Nhi chặn cho Mèo cái con tha cái hộp thuốc ở đâu rồi con? Đây đây, thảo dược giảm cân. Mèo lúc đó, Mèo khi mà quảng cáo, thường á quảng cáo cái gì đó hay là được tặng cái gì đó, Mèo sẽ xài thử rồi xong Mèo mới giới thiệu cho mọi người.
Thì khi mà mèo thấy cái này, mèo thấy là thảo dược an toàn hiệu quả mà nó lại là 100% tự nhiên nữa. Nó có thành phần của nó là tinh bưởi, lá sen, chè vàng và một số thảo mộc tự nhiên. Thì lúc đó mèo mới nghĩ là không biết được không. Nói chung là mèo rất là bế tắc, tại vì mèo đã dùng tất cả các cách rồi. Thì cho đến khi mèo thấy cái này, thì hôm đó mèo like xong, mèo like xong thì mèo quyết định dùng thử. Thì khi mà mèo dùng thử, trong đó có những viên con nhộng rất là dễ uống, thì mèo uống một viên, mèo cảm thấy sáng đó mèo uống một viên, mèo cảm thấy nguyên ngày đó mèo không có thèm ăn, không thèm ăn nhưng mà mèo không mệt, tại vì trong thời gian đó mèo đang quay phim biệt đội, thì mèo không cảm thấy mệt, mèo không cảm thấy bị bực bội giống như mèo đã từng uống các thuốc giảm cân khác. Mèo nghĩ là tất cả những các bạn mập thừa cân á, thường là hay có uống thuốc này thuốc kia, nhưng mà khi mà mèo uống cái này á, mèo không thấy mệt mà cũng không không bị bực bội, không bị stress. Thì khi mèo uống tới viên thứ hai, mèo cảm thấy ngày hôm đó mèo mèo ăn rất ít, mèo ăn rất ít mà mèo tự mèo phải ý thức được là mình phải ăn trái cây hay là uống nước nhiều. Thì qua tới ngày thứ ba thì mèo vẫn uống thêm một viên nữa. Nói chung là mỗi ngày mèo chỉ uống một viên thôi, viên con nhộng rất dễ uống nên uống rất là dễ. Rồi làm như mình cái thói quen, mình nghĩ là uống cái không sao, đâu phải thuốc thần tiên gì đâu. Cho đến ngày thứ tư mèo uống, sau đó mèo ngưng. Mèo cảm thấy mèo bao tử giống như bao tử mình to nè, mình uống cái mình không ăn, cái bao tử mình nó nhỏ lại, cái mình bớt ăn lại. Thì khi đó, hôm đó mèo về mèo cân, thì trước khi đi quay mèo cân là mèo 56,5 kg. Thì hôm đó mèo về mèo cân là mèo phát hiện ra mình 52,5 kg. Mèo bị, mèo tưởng cái cân ở nhà bị hư, mèo tưởng là cái cân của mèo bị hư. Cho đến khi mà mèo phát hiện ra là nhờ dùng thuốc thảo dược giảm cân. Thì của bạn ấy Nhi đưa cho mèo, lúc đó mèo mới nhắn tin cho bạn ấy á, mèo nói là trời ơi em ơi sao mà hay dữ vậy. Lúc đó mèo, cái liệu trình của bạn ấy, nó có rất là nhiều liệu trình mà khi mà uống á, nè nó có từng gói nè, bạn không có cho mèo mở ra là tại vì sợ hàng nhái. Nên á các bạn khi mà mua thuốc á, liên hệ ngay Facebook của bạn Yến Nhi, mèo đã gắn tag ở trên á, mọi người nhắn tin cho bạn ấy, tại vì bạn ấy rất là nice, rất là tử tế. Khi mà ví dụ như bạn ấy sẽ hỏi từng người như thế nào, số cân bao nhiêu, đã từng uống bao nhiêu, để mà uống bao nhiêu thuốc giảm cân, đã từng dùng loại nào, để bạn biết bạn sẽ cho cái liệu trình phù hợp. Thì á, thì khi mà uống cái này á, mèo thấy mèo giảm ký rõ rệt luôn. Và bằng chứng là bây giờ á, số ký của mèo nó trên là từ 50,5 kg cho tới 51,5 kg. Thì ăn vô á, ăn vô á thì nó sẽ ăn vô thì nó sẽ lên 51,5 kg, còn nếu không ăn thì nó sẽ là 50,5 kg. Hôm nào ăn nhiều qua 52 kg, nhưng mà nó vẫn xuống, nó không có bị tăng cân lại. Đó là điều mèo cảm thấy rất là vui với cái giảm cân này của Yến Nhi. Vì thường á, giảm cân á mà mình không dùng thuốc nữa sẽ bị mập lại, nhưng mà riêng cái này là không bị mập lại. Mèo cảm thấy trời ơi, giống như là vô tình lụm được bí kíp gì đó, thế là mình may mắn. Khi và ví dụ như bạn cần xác định, ví dụ như trong 2 tuần nữa bạn cần ớm bao nhiêu ký, bạn có thể nhắn tin cho Yến Nhi, Yến Nhi sẽ cho bạn cái liệu trình phù hợp nhất. Mèo uống thì mèo thấy không có bị mệt, không bị gì hết, tùy thể trạng của mọi người, nhưng mà bạn sẽ được tư vấn rất là kỹ, tại vì Yến Nhi khá là kỹ trong chuyện đó. Nó hỏi nhiều khi có nhiều khách họ sẽ cảm thấy là sao phiền vậy, mình nhiêu ký mình mua giảm cân thì mình chỉ cần biết ốm thôi, nhưng mà bạn Nhi sẽ hỏi bạn bao nhiêu ký, rồi cần giảm trong bao nhiêu, rồi đã từng uống gì, để chọn một cái loại thuốc phù hợp nhất. Ví dụ như ai mà đây nó có hai lần, ví dụ như hết liệu trình này sẽ tới cái liệu trình tiếp theo, mà sorry mọi người là ở bên trong nó là viên con nhộng mà không có được tháo ra, sợ bị nhái á, nên mấy bạn nếu mà muốn chắc chắn và muốn được hàng tốt, hàng chính á, chính hãng, thì các bạn liên hệ với Yến Nhi nha. À chị Mai Gia Ly, chị muốn uống hả? Chị Mai Gia Ly có thuốc tăng cân nha chị. Chị liên hệ với bạn Yến Nhi có liệu trình tăng cân nữa. Nên mọi người
có thể liên hệ với chị ấy. Liệu trình giảm một lần 3 đến 7 kg rất là nhiều liệu trình nên các bạn có thể chọn lựa nha. Chào em. À, hôm nay mèo không có đi diễn nên mèo mới có thể live với mọi người á, tuần sau mèo đi diễn lại rồi. Và trong lúc mình giảm cân á, thì theo mèo nghĩ á, thì ai cũng vậy thôi, là phải ăn thêm trái cây. Ăn thêm trái cây để cho da mình đẹp. Tại vì hên cho mèo á, là mình xuống thường á, xuống 5 kg sẽ làm cho mặt của mình bị nhăn. Da xấu là cái chắc rồi. Nhưng mà mèo không có bị, là tại vì trong quá trình đó mèo vẫn ăn trái cây và dưỡng da thường xuyên. Mai Gia Ly, trời ơi tôi thèm tăng cân mà không ai livestream hết. Chị, em nói thiệt đó, các bạn Nhi này có tăng cân đó, chị dùng thử đi chị, mà tăng cân là chị đẹp hơn ấy. Chị giảm 5 kg trong bao lâu, bao nhiêu tiền? Cái liệu trình này hình như Nhi đưa cho mèo á, là hình như là chỉ có 550.000 thôi. Mà lúc đó do không biết sao mà mèo nghĩ là mèo không bao giờ ốm á, lúc đó mèo xuống một phát là 5 kg luôn á, là trong vòng khoảng một tuần hơn à, rất nhanh luôn. Được. Mình mua trước tiên là mình phải set up ở trong nhà mình có một cái cân mà nó nhảy từng gram một á, chứ đừng không phải là cái cân mà theo theo vạch nha, cái cân mà ví dụ như 51, 52, 53 kiểu vậy, 53,2, 53,3 gì đó thì ok. Mọi thông tin chi tiết á, là khi mà các bạn mua cái thuốc này hoặc là tư vấn với bạn Nhi á, sẽ có một cái tờ hướng dẫn sử dụng ở bên trong, nên á, nên các bạn yên tâm về nhà mình đọc ha, khỏi lo. Mẹ không thèm ngọt nữa, không còn thèm ngọt hồi lúc trước ha, nước cốt dừa hay cái gì mà ngọt ngọt là mê lắm, bây giờ hết rồi. Giống như là mình khi mà giảm cân á, nó làm cho bạn cái thói quen ăn uống của bạn nó giảm xuống thì lúc đó mấy ngày khoảng một tuần sau nó bắt đầu bao tử mình nó quen dần, mình sẽ bớt ăn lại, tự bản thân mình sẽ ý thức được điều đó nên mình sẽ giảm. Nên á, cái thảo dược này nó có hay một chỗ đó là nó làm cho mình có cái thói quen giảm cân từ từ, thói quen ăn uống từ từ á, nên nó không phải là kiểu mà xuống sắt mất nước, rất là tốt. Mẹ dùng cách đây khoảng hơn tháng rồi và bây giờ số ký mẹ vẫn vậy. Yến Nhi, mèo có ghim bình luận ở phía trên đó, Đặng Yến Nhi. Các bạn có thể liên hệ với Đặng Yến Nhi nha. Em uống thuốc giảm cân mà không xuống ký, vậy có bị lờn thuốc không? À, Annie Trân, cái này á, là có một trường hợp đó là bị lờn thuốc, thì em có thể tư vấn, nhờ bạn Yến Nhi tư vấn là nó sẽ có một cái loại thuốc phù hợp với em. Tại vì bạn ấy có một cái dạng liệu trình đó, dành cho những người đã dùng quá nhiều thuốc giảm cân mà vẫn không ốm. Tại vì thuốc giảm cân mà nếu như mà mình mua mà không đúng đó, thì nó có thể hại gan, hại rất là nhiều sức khỏe. Giảm cân mà hiệu quả mà an toàn đó, mới là chất lượng. Còn nếu mà giảm cân mà nó cũng sẽ có một cái loại mà làm cho bạn mất nước hay là đi vệ sinh nhiều đó, để cho ốm đó, thì cái dạng đó thì mình nghĩ là không nên đâu, tại vì mình còn đi làm nữa, làm cho da mình xấu lắm. Thương Trương, hôm nay mèo đẹp xuất sắc hay ok nha fan cuồng. Buổi tối vui vẻ, cảm ơn mọi người. Thuốc có tác dụng phụ gì không? Đối với mèo mà khi mà mèo sử dụng á, thì mèo lại không thấy có tác dụng phụ gì. Nó không làm cho mèo mệt luôn, nó không bị gì, mèo cảm thấy rất là bình thường luôn á. Mèo không biết mọi người sao nhưng mà khi mèo dùng thì mèo cảm thấy nó không có gì hết, nó chỉ làm cho mình không ăn thôi và không đói luôn. Cả ngày mèo không ăn gì hết. Lúc đó cũng hoang mang không biết mình bị gì, mà thật sự mèo cũng quên mất là mình đang dùng thuốc luôn. Liệu trình 550 uống được bao lâu vậy chị Phú Louis? Thì trong hình như này liệu trình này uống được bao nhiêu nhi mày không biết, mà lúc đó hả,
Sorry mọi người, lúc đó mèo uống có 3-4 viên là mèo ốm tới giờ luôn, nên mèo hả không cần dùng hết luôn á. Tại vì á, Yến Nhi á, mèo trước đây mèo đã nhận quảng cáo cho bạn rồi, nhưng mà sau đó mèo phát hiện ra thuốc quá chất lượng nên mèo lại tiếp tục nhận cho bạn nữa. Mèo muốn chia sẻ với nhiều người, nhiều bạn gái thật sự muốn ốm á, mèo thật sự muốn muốn cho chia sẻ với mọi người để cho mọi người được ốm được đẹp. Và khi mà các bạn vào Facebook của Yến Nhi, các bạn sẽ phát hiện ra có rất là nhiều comment cũng như là review về thuốc rất là tốt. Các bạn có thể tham khảo tất cả những người đã dùng để mà mình có thể chọn. Tại vì thật ra bây giờ khách hàng bán hàng trên mạng rất nhiều, mà khách hàng thông minh đó, chúng ta có thể xem đối tượng của dùng cái loại đó là ai. Bạn thuốc này đã có mặt trong 3 năm trên thị trường, là nó thuộc dạng mà mèo cũng thuộc dạng là hơi khó tính khi mà sử dụng các sản phẩm này, mà khi mà sử dụng rồi thấy tốt nên mèo cảm thấy là muốn chia sẻ thật tình với mọi người luôn. Hôm bữa tại vì mọi người hỏi về tại sao mà ốm thì mèo quyết định là hôm nay live để nói cho mọi người ship, có ship toàn quốc nha. Thấy bạn Yến Nhi ship qua Mỹ, qua Canada, qua Hàn, cùng lum tà la hết trơn á. Và khá là chuyên nghiệp. Nam có dùng được không chị? Được nha em. Cái liệu trình đầu tiên mà dành cho người chưa uống nhiều thì có thể là 550 thôi. Mèo đã giới thiệu cho nhiều bạn, mèo có gửi cho bạn ở bên nước ngoài uống nữa mà bạn uống cũng khá là thần tiên luôn ấy, giảm ký khá nhanh và không có bị mệt. Còn nhỏ là em bao nhiêu tuổi em? Nếu như mà ai đó mà mất niềm tin với thuốc giảm cân, cảm thấy bế tắc với cân nặng của mình, thì hãy thử sử dụng, nghe lời mèo, thử sử dụng thảo dược giảm cân. Mèo tin chắc là mọi người sẽ thay đổi giống như mèo. Mèo từng nghĩ là mình sẽ không bao giờ ốm vậy đó. Các bạn vào Facebook của Yến Nhi á, để mà có thể tham khảo. Ốm là đẹp mà mấy bạn ơi. Bao nhiêu hả? À mẹ nói rồi, 550 ngàn. Ship rất là nhanh. Tối nay bạn nhắn là ngày mai bạn có hàng luôn á. 16 tuổi. Được, nếu như mà em quá mập, số ký em quá, thì em có nhiều liệu trình lắm. Em có thể nhắn tin cho bạn Yến Nhi nha. Cần kiêng cữ khi dùng thuốc không mèo? Sa Dion à, em ơi, lúc mà mèo uống á, mèo không kiêng gì hết trơn á. Mèo chỉ bản thân mèo là mèo không thèm ăn thôi. Và mình tất nhiên là tất cả những người uống thuốc đều phải giảm tinh bột, đừng có uống bia uống rượu nhiều là được. Em thử 3 lần rồi nhưng giờ em sẽ thử lần cuối, không được nữa, em thề sẽ không bao giờ mua nữa. Em cứ thử xem sao nha. Theo chị là em, chị thấy chị giới thiệu cho tất cả mọi người, những người bạn của chị á, ai uống cũng ốm hết á. Sao em inbox cho chị Nhi đó không được? À chắc bạn chưa rip á. Em cứ inbox đi, lát nữa bạn đọc tin nhắn của em nha. Ship nhanh, ship rất là nhanh. Một hộp một liệu trình, nó giảm tùy liệu trình. Để mèo coi nha, mèo coi, mèo đọc cho mọi người nghe nha. Liệu trình sau 10 ngày giảm được 4 kg. 10 ngày giảm được 4 kg, nhưng mà lúc đó mèo một tuần hơn mèo giảm 5 kg, 2 tuần 5 kg, hoặc là 3 tuần 7 kg. So, nếu như mà mình nói rõ số ký và cái mục đích của mình đó, thì bạn sẽ đưa cái liệu trình phù hợp. Thuốc dành cho những người có cơ địa khó giảm và đã sử dụng qua nhiều loại mà không có tác dụng
Tùy cơ địa nào khó giảm, dùng nhiều loại không giảm thì sử dụng sản phẩm sẽ đảm bảo bất ngờ. Không mà thật sự mày rất là bất ngờ luôn. Tới nay mày vẫn chưa thấy tăng ký lại. 2 tuần thì có thể giảm từ 3 đến 8 kg, là tùy cơ địa mỗi người đã sử dụng từ 3 đến 8 kg. Thì khi mà nếu như mà ai mà hơi khó thì mèo nghĩ là 3 kg, 4 kg, mèo là 4 5 kg đó, 5 kg, 5 kg hơn thì mèo nghĩ mèo ốm được là nhiều người ốm được lắm á. Tại vì mèo thuộc dạng khó ốm á, lúc đó mèo nhịn ăn mèo làm đủ kiểu hết mà vẫn không không ốm được. Ngưng uống mèo chưa thấy mập lại, tại vì khi mà uống á, cái thói quen ăn uống của em như vậy rồi, đến khi mà em ăn lại á, em giữ cái chế độ ăn bình thường nhẹ nhàng nhẹ nhàng, em cũng không mập lại. Tới nay mèo vẫn không mập lại. À, Đỗ Thị Hương Lan, hồi xưa hồi kia em ốm là sao? Chị muốn tăng cân lên thì không được, thì lên cấp 2, cấp 7 biết nhậu rồi từ đó muốn giảm cũng không được. À, mấy người mà nhậu nhiều á, thì lại bị mập hay bị mập bụng. Uống thì mình sẽ bớt nhậu lại nha. 550 ngàn một liệu trình, nó có nhiều liệu trình lắm, nó có mấy trăm liệu trình cao nhất. Để mèo coi nha. Mẹ thấy trên Facebook đó là hơn 3.000 liệu, 3.000 người feedback người thật việc thật đã giảm cân thành công luôn á, và bạn ấy bán rất được về thuốc giảm cân này. Mà hả, khi mà bạn ấy kêu mèo quảng cáo, nhờ mèo quảng cáo cái này cho các bạn, giới thiệu cho các bạn á, bạn ấy cũng không có gấp gì hết, nên á mèo mèo rất là thích cái thái độ làm việc của bạn, và mèo tin là thuốc này chất lượng, mọi người sử dụng nha. Tăng cân vẫn có thể liên hệ Yến Nhi nha. Bao nhiêu tuổi uống được vậy? Nhi ơi, em có thể tư vấn riêng cho các bạn ha. Uống ngày hạn chế ăn đồ mặn nè. À, thuốc không dùng cho phụ nữ có thai, dành cho con bú, người mắc các bệnh về tim mạch, trẻ em dưới 15 tuổi. Có nghĩa là em 16 tuổi em vẫn uống được nha. Trong thời gian giảm cân, nếu lỡ ăn chất béo có bị tăng cân lại không? Có lỡ 1 ngày 2 ngày cũng không sao đâu, nhưng mà đừng có nhiều quá, nhiều quá thì chắc chắn bây giờ thuốc tiên cũng sẽ mập, tại vì chất béo làm cho mập mà. Rồi còn về thắc mắc về liệu trình, về về thuốc như nào á, liên hệ với bạn Ý Nhi nhé. Mười bốn tuổi uống được không? Sóp ơi, 14 tuổi, à, trên 15 tuổi mới uống được nha em, trên 15 tuổi nha em ơi. Hello. Mèo đã thử và mèo thấy thành công. Mấy bạn đừng có ngại, mấy bạn cứ nhắn tin than thở với bạn Yến Nhi thì bạn Yến Nhi sẽ tư vấn cho bạn. Sóc con chào mọi người đi. Sóc cũng đang giảm cân nè, khổ quá. Mẹ giảm cân giờ tới con. Sóc mập đến mức mà giờ sóc đi một vòng là sóc phải hả? Thở không ra hơi. Bây giờ hả, sóc mỗi ngày sóc ăn bưởi, ăn cải, xà lách, ăn trái cây rồi phải đi bộ. Sóc mới ốm. Khổ sở chưa? Hello, hello, hello. Chị có cần kiêng cữ gì khi uống thuốc không? Mèo em là nam 17, em ít ăn lắm mà tại sợ mập quá, năm sau đi làm mặc đồ không vừa hoặc là không xin được việc. À em ơi, thật ra hả, nam hay nữ gì á, nếu mà mình bị quá khổ á, mình sẽ bị hạn chế về công việc, về tất cả nhiều thứ lắm. Tùy ví dụ như nếu như mà mình có khả năng đặc biệt hay tài năng đặc biệt bẩm sinh đó, thì mình sẽ đỡ bị hạn chế. Còn nếu như mà bình thường, mình nghĩ là nếu có thể chúng ta hãy cùng nhau giảm cân đi cho đẹp. Nhi sốc thở quá thở, ừ sốc giỡn thôi, là sốc thở quá thở ha. Ở đây con nè, bơ lại đây, hãy quảng cáo thuốc thảo dược giảm cân cho mẹ đây. Bơ bơ quảng cáo nha, đây mày dùng, hãy dùng thuốc giảm cân của mẹ con quảng cáo cho cô Yến Nhi
Nè, mọi người. Ơi giời ơi, đây. Có tem nha. Rồi bây giờ mình hẹn nhau nha, ai ốm mai mốt comment cho mèo thấy nha. Cảm ơn Kim Nguyên nha em. Da mặt đẹp hả? Da mặt đẹp thì mèo nghĩ là ăn uống, chế độ ăn uống với lại mẹ của mèo ngày nào cũng pha cho mèo nước ép mỗi buổi sáng hết, cam vắt, dâu ép hay là khóm, trái thơm á, ép với gừng. Mập quá ế quá ế. À, có một cái trường hợp mập quá cũng ế nha. Thật ra thời này đi ra đường thấy ai cũng đẹp trơn, mèo coi trên Facebook á, hot girl quá trời luôn mà đa số là ốm, mèo buồn lắm. Với lại mình khi mình ốm mình sắm đồ cũng dễ dàng hơn, nên mọi người hãy hãy uống thuốc giảm cân thảo dược. Nói chung là mình tìm hiểu kỹ, bớt ăn lại, bớt nhậu lại, bớt uống bia rượu lại sẽ ốm nha. Bữa chung kết cười xuyên Việt em có gặp mèo một lần rồi, thấy mèo ở ngoài ốm đẹp quá trời nên lấy mèo làm động lực cố gắng. Đúng rồi, lúc đó là mèo vừa mới mới sử dụng nó cách đây khoảng mấy tuần đó, là lúc đó mèo xuống là 49,5 kg luôn á, hình như là 5 6 năm mà mèo mới 49,5 kg đó em. Nên đó, nhưng mà lúc đó khi mà ốm quá thì mèo lại quyết định là ăn lại một tí nữa cho nó mập lại, chứ tại vì ốm quá mặt bị hốc hác, và tại vì nếu như ai cũng vậy mà xuống ký mà quá nhanh như vậy thì sẽ bị hốc hác, nên mèo đã ăn lại nhưng giờ mèo sẽ giữ luôn số ký này. Liệu trình Hello. Tăng cân hả? Tăng cân vẫn có thể liên hệ với Yến Nhi nha. Trăm hai chục ký giảm được không? Dạ giảm được luôn nha anh. Yeah, cảm ơn mọi người. Mọi người mọi nhu cầu mọi người hãy liên hệ với bạn Yến Nhi nha. À, mèo nãy mèo có nói rồi đó, nó có nhiều giá giá lắm. À, liệu trình đầu tiên, liệu trình thấp nhất hình như là 550 là bạn có thể ốm ốm như ốm nhách rồi. Còn nếu như mà trường hợp nếu như mà bạn mập hơn hay là uống đã dùng nhiều thuốc giảm cân thì sẽ có nhiều liệu trình khác nhau. Du Moon comment chết không thấy, nhiều comment quá mèo đọc không hết em ơi. À còn mọi thứ ví dụ như về da về ăn uống như thế nào á, mèo tin chắc là mọi người liên hệ với bạn Yến Nhi. Bạn Yến Nhi bạn sẽ tư vấn rất là kỹ, tại vì á mèo có giới thiệu cho những người bạn, những người đồng nghiệp của mèo cho bạn Yến Nhi á, thì Yến Nhi mẹ thấy ai cũng nói với mèo là bạn Yến Nhi tư vấn rất kỹ, hỏi á là nhiêu ký, cần ốm bao nhiêu rồi. Đã sử dụng gì mới được, người ta thường á mua cái gì người ta sẽ giao liền ở địa chỉ đâu chứ không có hỏi kỹ như vậy, mà bạn Yến Nhi hỏi kỹ như vậy bán rất có tâm nha mọi người. Cảm ơn mọi người. Uống này không có bị mệt nha. Sóc ơi con lại thở rồi. Thương mèo lắm à. Cảm ơn mọi người. Rồi bây giờ mèo sẽ nhắc lại với mọi người nha. Thảo dược giảm cân 100% tự nhiên, dành cho cả nam và cả nữ. Đối tượng sử dụng là người cần giảm mỡ, người có cơ địa khó giảm, lờn thuốc đã sử dụng quá nhiều loại nhưng không có hiệu quả, cần giảm cân cấp tốc nhưng không có thời gian ăn kiêng và tập thể dục. Ví dụ như tuần sau đám cưới, hôm nay tôi muốn ốm. Ok, liên hệ với bạn Yến Nhi để mà có thể ốm nha. Thành phần nè, lá sen 25%,
chè vằn, chè vằn 10%, mướp đắng 15%, biotin 10%, trà xanh 25% và tinh bưởi 20%. Công dụng thuốc có tác dụng giảm cân, giảm mỡ, thải độc, chuyển hóa chất béo, tiêu hủy mỡ thừa, hạn chế tối đa hấp thu chất béo vào cơ thể. Có nghĩa là khi bạn sử dụng thuốc này, bạn có dùng chất béo thì cơ thể bạn nó sẽ hấp thu chất béo một lượng ít hơn nếu như bạn không sử dụng thuốc. Trên 15 tuổi bạn có thể sử dụng thuốc nha. Rồi, bây giờ cần gì nữa các bạn hãy cứ liên hệ với bạn Yến Nhi về thuốc, về giảm cân và như mèo đã sử dụng. Mèo đã sử dụng trong vòng liệu trình hình như là tới 20 ngày, 10 ngày mà mèo dùng mới có 4 ngày là mèo đã ốm rồi, nên mọi người hãy uống và cảm nhận từ từ. Mèo tin chắc là ai cũng sẽ biết được. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Bye bye, hôm nay mình chia sẻ về bí quyết làm đẹp khác nữa nha. Đau dạ dày vẫn sử dụng được nha chị, nha em.